5 tháng đầu năm 2022, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu của Lào Cai giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid, kiểm soát chặt chẽ, an toàn phòng dịch trong hoạt động thông quan. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 772 triệu đô la Mỹ, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt gần 18% so kế hoạch. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt gần 407 triệu đô la Mỹ, giảm 44,3% so với cùng kỳ, đạt 25% so với kế hoạch. Giá trị nhập khẩu ước đạt 165 triệu đô la Mỹ, giảm 36% so với cùng kỳ, đạt 21,5% so với kế hoạch. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành hiện vẫn duy trì thông quan đối với các mặt hàng không vận chuyển bằng xe lạnh. Hiện tại, trung bình, lượng phương tiện thông quan đạt khoảng 130 xe một ngày. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu gồm đỗ xanh, lạc, sắn lát, than, thớt, tinh dầu quế, nhôm, cà phê, bánh kẹo, huyết đằng, chè, linh kiện. Hàng nhập khẩu gồm quần áo, hàng tiêu dùng, than cốc, hóa chất, thiết bị.